mặt đẹp thì không có, nhưng mà bình thường chị cho đều bình thường. Cả cả của mình nữa và của hai đứa con, cả ông bà nội ấy. Ông bà ấy thì cũng không, ví dụ mặt để ăn non ăn ngon thì không được, nhưng mà mình thì ăn no bụng là được em rồi. Là quá tuyệt vời rồi còn gì. Vợ chồng em thế là giỏi rồi. Chỉ cần là mía mẹ mén nó không hết, chị hay đủ ăn là đủ. Thế là cứ có mẹ mén ăn là được. Đúng. Không có gì, chị mong là có mẹ mén ăn là. Kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Cô bác anh chị thân mến thì bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều rồi. Anh em tranh thủ lại ghé vào nhà hai cháu Vần và Mồ Côi các bác. Và hôm nay vào thì lại tiếp tục có một cái sự trợ duyên nữa đến từ một nhà hảo tâm cũng rất là quen thuộc ở trên các kênh thiện nguyện ở trên vùng cao. Đặc biệt là trên kênh của bạn Khâm Nắng Mai TV, đó là bà Liễu Không. Sau khi xem được những video clip về hai cháu Vần và cháu Và thì bà đã hỗ trợ thêm cho hai cháu một cái khoản kinh phí nữa, đó là 200 đô la. Và về đến Việt Nam thì em Đức đã nhận được cái số tiền là 4.720.000. Đấy, thì đã thêm vào cái tổng cái số tiền quỹ đến thời điểm này. Đây này, cộng lại tổng số tiền nhận được đến giờ phút này là 16.050.000. Và đã lần trước thì anh em vào đã mua cho các cháu là hết 970.000 tiền, bao gồm có gạo, mì, sữa, rồi thịt, bánh kẹo nữa. Đấy, thì anh em cũng đang hướng đến cái đó là mong muốn kêu gọi thêm. Đấy, nếu mà nhận được thêm những cái khoản trợ duyên nữa cho hai cháu nữa thì rất là đáng quý các bạn. Và vì cũng mong muốn là có thể là làm cho các cháu một ngôi nhà nó bền chắc. Đấy, trên kín dưới bền các bạn. Vì các bác cũng thấy là ngôi nhà của các cháu là xuống cấp quá rồi. Và thời điểm vừa rồi mưa gió thì đã phải di chuyển sang nhà chú là nhà em mua để bây giờ cũng lên để thông báo một chút với lại hai cháu, thông báo một chút với lại em mua cho gia đình có cái sự phấn khởi. Đấy, là cũng chỉ mới ghi hình 1-2 video thôi thì cũng đã nhận được những cái sự trợ duyên ban đầu rất là đáng quý tuyệt vời rồi. Đấy. Hôm nay thì trời hình là có một tí nắng rồi. Ngôi nhà bên này thì chắc hôm nay mới đổ dầm, đổ rằng. Ai xa. Xin chào anh nhá. Vâng, chào anh. Hôm nay thợ nghỉ à? Vần Và đâu rồi? Lo đấy. Cô. Ngồi đấy. Ngồi đấy, ngồi đấy. Ôi, xin chào thanh niên. Chào. Xin chào hai bác nhé, nhưng mà. Chào bác chứ này, chào ạ, chết. Đây là anh nhỉ? Em gì nhỉ? Em Vần đâu? Vần đâu rồi? Nào, vào chào các bác nào. Khoanh tay vào, cháu chào các bác. Đứng lên. Khoanh tay vào. Xin chào hai bác, cháu chào các bác. Nói lại nào. Cháu chào ông bà cô bác. Đúng rồi, ok. Nhớ nhá. Em Vần đâu? Em Vần đi đâu rồi? Đi gọi với em Vần về đây nào. Quần áo bẩn đấy. Mua có nhà không anh nhỉ? Đây rồi, Vần đây rồi, Vần về đây, bác bảo này. Khoanh tay vào. Con chào ông bà cô bác. Con chào. Chào. Ông bà. Cô bác ạ. Cô bác. Rồi.
Chú mua hôm nay có ở nhà không? Chú mua có nhà không? Mua đi đâu rồi cô? À, đi đám ma. À, thím vợ mua có nhà không ạ? Đi. À, vợ mua có biết nói tiếng Kinh không anh? Anh gửi đồ hết ở đây à? Đây à, đây là vợ của mua à? Mua đi đâu em? Mua đi đám ma rồi. À, đồ vẫn để bên này à? Đây có sợ mất không? Đồ nó cũng vào để đây có sợ mất không? Dạ không. Không sợ đâu đúng không? Đây không sợ mất đâu. Mì vẫn còn. Gạo. Chắc là đợt này thì ăn cơm bên nhà chú thím nên là những cái này thì cũng không ăn nhiều lắm. Hôm nay hết mưa lại sang đây ngủ à? Lại về đây ngủ à? Vân. Không chịu nói gì cả. Thế là tối đến là cho ông sang đây ngủ với hai thanh niên này à? Bên nhà có giường không? Bên nhà có mấy giường? Bên nhà thì có 3 giường không? Giường vợ chồng em là ông bà với bà nội. Không có giường nhiều thì cũng không có điều kiện. Thấy mọi người trên này là toàn cái giường bé bé bằng này đúng không? Giường bé bằng này thôi. Không có điều kiện đi mua cái giường to. Đây là vợ của em mua các bạn. Vợ mua thì cũng nói được tiếng phổ thông. Đấy. Hai cháu thì đợt này ngớt mưa rồi thì lại quay về nhà cũ và ông nội thì tối đến là sang ngủ cùng. Thì ăn là vợ chồng em vẫn nấu cơm cho hai anh nó ăn gì? Anh vẫn có bình thường ăn cơm, nó không có bố mẹ thì ở có ông bà này, chú thì ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ thì lại về đây ngủ. Lúc mưa thì ra đây, ra bên kia ngủ, tận mưa thì lại vào đây ngủ. Mà ông có lúc thì ông ra đây ngủ, có lúc thì bà ra đây ngủ cùng. Thấy hôm mua bảo là vợ bảo là ông bà bố mẹ nó cũng không được khỏe à? Cũng không khỏe, cũng là ốm yếu. Ông bà thì sức khỏe cũng ốm yếu mà già. Còn trong làng cũng không sinh hoạt được nhiều nên cứ chỉ ăn nhà vào trong em với anh mua thôi. Gia đình cũng già khó khăn và cũng không có điều kiện nuôi. Nông làng ruộng nên có ruộng không, nhà em có ruộng? Có, nhưng mà toàn ruộng thì ruộng ít thôi. Chủ yếu là nương ngô à? Nương ngô, ruộng thì chỉ làm một cân ruộng. Một cân thóc đấy đúng không? Một cân thóc thì được mấy? Thóc thì làm được mấy bao lúa, bao thóc? Chỉ 3-4 bao thôi, cũng chỉ 1 kg giống thì mình là thì có mấy na thì nó lại không có mưa, có na thì nó lại có mưa thì chỉ có 3-4 bao thôi, nó không có nhiều. Nhưng mà một năm thì cấy mấy vụ? Chị mua vụ á, con này nó không làm được 2 vụ. Đang làm vụ này đây đúng không? Vụ này là mới cấy được, anh thấy vụ này nó có mưa mà. Chị ở vụ này thôi là xong thì lại không làm được. Cả nương cũng thế, nó chỉ làm được 1 vụ. Nương ngô á? Nương ngô cũng chỉ là 1 vụ, nó không làm được 2 vụ. Vì trên này nó không nóng như ở dưới, nó chỉ là ví dụ nó cũng chưa lạnh, nó không làm được. Nên cả nhà là chỉ có trông chờ vào tí ruộng với lại tí nương thôi để lấy cái ăn thôi. Vì con cũng nhỏ thì không đi làm được xa nữa thì chỉ trông chờ vào tí chú. Con em thì nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Chị vừa mới 1 tuổi. Mới 1 tuổi à? Vâng. Lớn nhất là mấy tuổi? Lớn nhất thì 7 tuổi, sân năm nay mới lên lớp 1, 6 tuổi. À, 6 tuổi lớp 1. Ủa, lớn nhất bằng thằng này? Không, nó thằng này cũng lên lớp 1 đây. Không. Vân đi. Đứa này nó lên lớp 3 rồi. Đấy chứ, và mới lên lớp 3 chứ. Vân năm nay lên lớp 1 còn gì. Còn đứa này nó lên lớp 2 đứa này. Đứa này nó đi học trước nhưng mà nó lại không giỏi máy. À, bị đúp à? Nó lại không
gọi là cứ cho đi được được đi học thì cứ đi thôi đúng không? Ừ. Chứ còn có ai kèm cặp đâu, bố mẹ thì không có. Không có thì... chú thím thì anh chỉ cứu mang được như vậy thôi. Cũng không có điều kiện về ví dụ như là dạy cho các con này. Mình chỉ mãi đi kiếm cả cơ ăn mặc áo cho các con, mình cũng không có thời gian để về dạy cho các con. Cả ông bà cũng ố yếu thì cũng không có thời gian. Bà cụ năm nay bao tuổi rồi? Bà cụ năm nay là gần 80 rồi. À. Bà cụ cũng không làm được gì. Bà cụ 80 thì làm được cái gì nữa? Không phải nhà ông bà thì cũng còn nam gần 60 nữa rồi. Ừ. Cũng không làm được gì. Tất cả là chỉ trông chờ vào vợ chồng em thôi. Vợ chồng nhà em thì tất cả thì có 10 người. 10 người. Ui. Xem nào. Hai ông vợ chồng em là 5 này. Cả ông bà nội với ông bà với hai đứa con. Lại còn phải hai đứa này nữa. Thôi cố gắng em ạ. Bây giờ biết làm sao được, nó thì mất bó mất mẹ rồi. Gia đình cũng khó khăn, mình cũng thì biết là khó khăn rồi, biết là vợ chồng em là vất vả rồi, cũng cho gọi là nuôi cho các cháu có cái ăn là cũng đã là tốt lắm rồi. Cái ăn mà ví dụ như mặt đẹp thì không có, nhưng mà bình thường chỉ cho đều bình thường. Cả của mình và của hai đứa con, cả ông bà nội ấy. Ông bà nói thì cũng không, ví dụ mặt để ăn ngon thì không được, nhưng mà mình thì ăn no bụng là được rồi. Vợ chồng em là quá tuyệt vời rồi còn gì. Vợ chồng em thế là giỏi rồi. Chỉ cần là miếng mẹ mẹ nó không hết chị hay đủ ăn rồi. Thế là cứ có mẹ mẹ ăn là được. Không có gì, chỉ muốn là có mẹ mẹ ăn mà. Cả nhà mình mạnh khỏe rồi. Đấy, cái quan trọng nhất đây là sức khỏe, mà hai thanh niên này tuy còi còi nhưng mà cũng không ốm đau gì là được rồi, không bị bệnh nọ bệnh kia là được rồi. Và cả anh mua thì nó cũng ngày còn nó cũng không đi là đường gì xa và viền nạn ấy, thì chỉ ở nhà là rộ là nhung. Mua nó cũng bé người đó. Mua cũng nhỏ người. Nó cũng ngày còn nó không có sức khỏe mà nó yếu. Thì không đi là đường xa, chỉ ở nhà là rộ là nhung. Ruộng thì chỉ có một vụ thôi, mà được có 3-4 tải thóc thì là nguyên lúa, thì trông vào lúa thì không đủ ăn đâu nhỉ. Ăn ví dụ mình ăn thật thì nó chỉ đủ một tháng, mình nhiều người chủ yếu là ăn ngô thôi, mèn mén. Nói chung là mẹ mén là món chính của mình. Đúng rồi, ruộng nó ít quá nhỉ. Mai vẫn còn đủ mèn mén ăn là được rồi. Không nên là cái ngôi nhà này của hai cháu này là chắc là nếu mà nó có hỏng thì cũng xác định là cũng không làm được đâu, đúng không? Cái này mình cũng xác định là không làm được đấy, mình chỉ là nuôi hai đứa con là nó đi học và sau này nó lớn nó có điều kiện thì nó xây xong, còn chú thím thì không có điều kiện để sai cho hai đứa con này. Chú thím có ăn, có cho các cháu ăn là tốt lắm rồi. Chỉ mong là sau này các con nó lớn lên, nó hào hành, nó chăm chỉ vậy mà, và nó có điều kiện thì nó sai sau. Còn thì chú thì chỉ mong là nuôi các con để ăn học, không có ốm yếu. Thì chú không có điều kiện để đi sai cho các con. Như này này, em tên là gì? Tên là Già. Già. Già hay Giàng? Giàng. Giàng à? Hôm nay thì không có mua ở nhà, nhưng mà hôm nay anh muốn vào thông báo thêm, tức là từ lúc mà gặp hai cháu ấy, có em Lử là công an viên ở bên thôn kia. Đấy, giờ anh Hờ nữa cũng nhờ vào chia sẻ để giúp đỡ hai cháu này, vì là nó không còn bố mẹ nữa. Thì từ hôm bắt đầu vào gọi là vào quay phim ấy, thì cũng nhận được số tiền của vài nhà hảo tâm, họ cũng muốn là giúp đỡ hai cháu, trước mắt là giúp đỡ những cái đồ ăn thức uống đã. Đấy, vì là lên hình thì không phải là lên hình, mà thực tế là hai cháu nó rất là bé, là còi. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sự thiệt thòi, không có bố, không có mẹ. Đấy, nhà cửa thì xuống cấp quá nhiều rồi, mà thậm chí hôm vừa rồi
vào là mưa gió bão hôm đấy là phải mua lại đưa sang bên nhà ông bà, bên nhà em ấy, nhà chú thím ở. Đấy thì từ hôm đấy đến nay thì hôm nay là bọn anh lại nhận thêm được một khoản trợ duyên nữa, gọi là thêm một khoản hỗ trợ nữa từ một bà tên là bà Liễu Không ở bên Mỹ. Đấy, số tiền là 200 đô, đấy, tương đương với hơn 4 triệu đồng, 4 triệu 720 nghìn. Với lại cộng với những cái khoản trước nữa thì cũng đã được hơn chục triệu rồi. Đấy, vào thứ nhất là cũng phải có một video để công khai, để mà công bố lên để các nhà hảo tâm được biết, và cũng mong muốn là được cái sự lan tỏa thêm, mong là thêm được thêm những các bác các nhà hảo tâm trong và ngoài nước nữa để mà có thêm những cái sự trợ duyên cho hai cháu các bạn. Vào đây thì đấy, như em Giàng, em thím, thím của các cháu vừa mới chia sẻ là cũng chỉ là đủ cho các con được ăn bữa mèn mén, no bụng thôi. Còn mọi cái thì gia đình cũng điều kiện cũng không có. Cố gắng được đến như thế này cũng là một cái rất là tuyệt vời rồi. Đấy, hai vợ chồng em mua, em Giàng rất là tuyệt vời rồi các bạn. Không, mặc dù còn nghèo, còn rất là nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng cưu mang đến cháu. Thế là một cái đức tính rất là đáng quý, rất là tuyệt vời rồi. Kể cả lần trước anh em vào thì các bà cũng có dặn là mua thêm những cái món quà vào cho các con của nhà em mua. Tuy nhiên là lần trước vào thì cũng đã mua một số bánh kẹo rồi. Thì hôm nay thì vào chỉ thông báo thôi. Có thể là lần sau anh em vào sẽ mua thêm những cái món quà nữa cho nhà con cái của nhà em mua. Đấy, và sẽ có một video sang nhà mua để ghi lại cái hoàn cảnh thực tế cho các bạn thấy. Đấy, cũng là cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Em mua thì như Giàng vừa chia sẻ là cũng gầy gò ốm yếu thôi, mà các bác nhìn cũng thấy rồi, mua cũng rất là nhỏ người, cũng không đi làm xa được. Đấy, các em ở đây thì học hành cũng không học được nhiều. Đấy, Giàng là học hết, lúc nãy nói là hết lớp 7 nha. Học hết lớp 7. Có điều kiện đi học nhé. Không có điều kiện đi học, lấy chồng về nhà chồng cũng không khá giả cho lắm. Rồi bây giờ thì ba con, bố mẹ chồng, bà nội chồng, rồi thì lại cưu mang là tổng cộng là hai em. Em vợ chồng em mua bây giờ là đang cáng đáng một gia đình là 10 người các bạn. 10 người, trong đó là năm cái cháu tầm tang như thế này, và bố mẹ chồng và một bà cụ nữa. Đấy. Lúa thóc thì ở trên này thì như Giang vừa nói là chỉ cấy được một vụ thôi. Mỗi vụ chỉ cấy được có một cân thóc và được khoảng 3-4 tải thóc. Tải thóc tươi ấy thì khi phơi khô đi chắc là nó còn khoảng tầm một khoảng 2 tải thôi nhỉ. Và ăn chỉ được có 1 tháng thôi. Phơi khô và mình quằn xong thì nó chỉ được 3 tải. 3 tải à? Nó năm nó không có mưa, mưa ít mà nó không tốt thì nó lại không được như thế nữa. Đây ạ, đứa đầu. Đây ạ. Bé tí nó chót này. Này cũng gầy gòn. Mấy tuổi? Cũng này 6 tuổi. Năm nay mẹ mới đi lớp 1. Ừ. Ôi giời, cũng còi nhỉ. Vì giống mình cũng không có, chỉ có mẹ mẹ mà cũng không có mà. Không được, không hay có thịt để ăn. Không hay có thịt nên mình cũng chỉ ăn rau với mẹ mẹ thì các con đều gầy gò. Đều coi. Cả chồng em nữa, vì mình đây mình toàn không giống như ở dưới này. Chỉ làm với một công việc như mình làm ruộng làm nưa. Lúc này thì đi lên rừng lên núi cũng gầy gò. Không có sức khỏe nhiều. Đại loại là thiếu chất. Đấy. Thiếu chất là không được có thêm những cái thức ăn tươi như thịt cá các thứ, trứng chiếc. Không có đủ các món để ăn bộ sức khỏe nên cũng ví dụ sức khỏe nó cũng không bình thường. Các con cũng thế. Này hai thanh niên. Vì vậy chồng em nó co cũng nhỏ, không đi làm để xa nên mình cũng không có điều kiện. Nói chung là kể cả em có đi có sức khỏe đi làm xa thì cũng
nó cũng được cái là phải có tay nghề, phải biết một nghề gì đấy thì lương nó mới cao được. Chứ còn nếu mà để mà đi làm công nhân các thứ thì tháng cũng được tầm 5-6-7 triệu, lại còn chi phí bên ngoài nữa, chi phí phòng trọ, ăn uống, sinh hoạt thì cái đồng tiền đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì nó được cái là nó có tiền mặt, mình mua sắm cái gì nó cũng dễ. Ở nhà mình là người mẹ và cả đứa út nó còn nhỏ thì mình cũng không đi làm được. Con nhỏ thì không đi được. Mình đi làm xa thì chỉ có anh mua ở nhà thôi thì nó cũng không lo được tất cả mọi người nữa. Thì mình vợ chồng em cũng không đi làm, chỉ ở nhà. Nhà nuôi các con mà mua hai bò để gia đình mình thì ở trên mình con thì chỉ mua hai bò và một con lợn thì là đủ. Con bò nó là tài sản lớn nhất rồi đúng không? Con bò nó là tài sản lớn nhất. Và các con có còn nhỏ nữa thì mình cũng không đi là xa. Nếu mình đi ông bà nó ở nhà cũng ế ế thì cũng không cha lo được cho các con. Đúng rồi. Đi lại còn ông bà nữa cơ mà nhỉ. Ông bà cũng già cũng không có được cái mưa được. Các cháu cũng không. 5 đứa cơ mà nhỉ. Cả hai đứa này là 5 đứa. Có đứa con nhà mới lớn hơn một tí. Đây là lớn này, còn hai đứa nữa còn nhỏ hơn đứa này đúng không? Còn đứa út thì nó chỉ về 1 tuổi. 1 tuổi. Thế thì không đi đâu được, lanh quanh đây thôi. Mình chỉ biết trong là đi vòng lấy việc mà đi làm ruộng là lúc không có tiền thì chia mỗi ngô đi vào chợ bá về. Lại lấy ngô, lấy ngô. Không có điều kiện đi làm, mua nó cũng không có sức khỏe. Mình phụ nữ thì mình đi thì chỉ có bán mua nó cũng không. Mình cũng không chi phí và cũng không sinh hoạt được. Đúng rồi. Cứ cần tiền mặt mua mắm muối mì chính là lại mang ngô đi ra chợ để bán thôi. Mua 2 tùa thì mình lại không có chính là mỗi thì mình lại mang mùa hay sinh ngô vào chợ. Chỉ cần một mình lo lo rồi mình chỉ mua một ít thịt về ăn một bữa. Không vậy là ngày nào cũng có thịt rồi. Ngày nào cũng có thịt thì bọn này làm gì nó gầy này. Đôi lúc thì một tháng mới có một bữa, đôi lúc thì 2 tuần có một bữa thôi. Một tháng mới được bữa thịt. Không có. Bây giờ là vẫn còn cái những cái hoàn cảnh mà đấy các bạn, một tháng hoặc là 2 tuần mới được một bữa thịt. Đấy, như không biết là các bác có nghe rõ không cái những cái lời tâm sự của vợ em mua với tâm sự đấy là mọi cái thì đều chỉ trông vào cái ruộng cái nương thôi, mà ruộng thì cấy đấy chỉ được khoảng tầm 2-3 tải thóc mà ăn trong vòng 1 tháng là hết rồi. Vì ở trên này thì chỉ ruộng 1 vụ thôi các bạn. Cấy thì cấy 1 cân thóc mà cái kỹ năng trồng lúa nước ở trên này thì chắc chắn là sẽ không được bằng ở những cái vùng dưới xuôi rồi. Nên năng suất nó cũng không được cao. Cái thứ hai là khí hậu thời tiết trên này nó cũng khá là khắc nghiệt. Mưa, không có mưa nhiều. Đấy, nên là chỉ trồng được 1 vụ, còn lại thì chỉ trông chờ vào cây ngô thôi. Muốn có tiền mua mắm, muối, mì chính các thứ thì lại mang 1-2 sinh ngô đi ra chợ để bán đi. Xong là mua những cái mắm, muối, mì chính đấy. Gọi là những cái gia giảm, gia vị. Rồi thì thịt thà thì 2 tuần hoặc 1 tháng mới được 1 bữa thôi. Đấy, chính vì mà thiếu thốn nó như vậy. Chỉ gọi là được ăn, gọi là no bụng thôi. Không đói là được. Có cái để ăn thôi là mèn mén thôi, với lại canh rau cải. Chính vì thế là đây, kể như 2 cháu Vần, cháu Và này cũng rất là còi. Và đây là con cả của em Giàng này các bác này. Các bác thấy đấy, cũng bé lắm, 6 tuổi rồi. Nó được chục cân không? Chỉ 7-8 cân không được. Không, 7-8 cân thì làm gì, con này phải chắc phải chục cân rồi. Con này quá, cái này... đây mình không có cân, mình không cân chắc là 10 cân hay không? Chắc được chục cân. Ngày có nó 6 tuổi nhưng mà nhỏ như các con ở dưới nó 2-3 tuổi. Đúng rồi, bé còi.
Đầu người thì gầy mà đầu to ra này là tình trạng của suy dinh dưỡng rồi. Được, cái này thì sẽ đến hôm tới là anh vào anh sẽ mua cho một ít đồ, mắm muối gia vị mì chính, mua cho thêm cho ít thịt. Cái này thì cũng xin phép các bác được trích cái khoản tiền ở trong quỹ mà được các bà gửi gắm, thì là cháu công sẽ trước mắt trước tiên là cũng vẫn cái về lâu về dài cũng là cái hướng để anh em cố gắng kiên trì chia sẻ hỗ trợ cho hai cháu. Mong là sau này sẽ có thêm những cái sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để làm những việc lớn hơn. Thế còn bây giờ những cái khoản kinh phí, khoản tiền bây giờ thì trước mắt thì sẽ hỗ trợ cho gia đình em mua và các cháu đây những cái bữa ăn hàng ngày nó được no đủ đã các bạn, và cố gắng nếu mà ấy thì sẽ mua thêm cho các cháu những manh quần tấm áo cho nó đàng hoàng hơn. Đấy, thế còn về lâu về dài cũng cũng rất là mong muốn được các bác các nhà hảo tâm biết đến để mà thêm hỗ trợ thêm cho hai cháu sửa sang hoặc là có thể làm được một ngôi nhà nó đàng hoàng, nó bền chắc, vì tương lai của các cháu nó còn rất là nhiều, rất là dài ở phía trước. Mà vợ chồng em mua thì cũng chỉ lo cho các cháu được bữa ăn mẻn mén hàng ngày thôi. Còn cũng Giàng cũng chia sẻ là cũng mong muốn sau này các cháu lớn lên đi học đi hành chăm chỉ thì các cháu có thể là thành một con người tốt có ích, rồi các cháu tự đứng trên bằng đôi bàn chân của mình, có thể kiếm được đồng tiền về để làm những cái gì nó to tát hơn. Đấy, bây giờ thì chú Thím chỉ biết nuôi cho các cháu gọi là có cái ăn thôi, còn việc học của các cháu thì cũng không thể 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 mà người lớn có thể sâu sát được, vì là như vợ chồng em là suốt ngày đi làm nương làm rẫy nuôi chăm lo cho cả một cái gia đình là bốn thế hệ ở nhau, bà cụ rồi bố mẹ các con các cháu nữa, thì là đúng là nếu mà một tất cả mọi công việc là đều đè lên vai của vợ chồng em mua. Đấy, cũng mong là qua những video này thì hôm nay cũng là lần đầu tiên đấy, cũng là lần đầu tiên được gặp vợ của Mua, nó cũng đã chia sẻ hết những cái gọi là cái cuộc sống bình thường của một người dân ở trên vùng cao nguyên đá, những cái khó khăn rồi. Thì cũng mong là các bác các nhà hảo tâm có thể lưu tâm hỗ trợ thêm cho gia đình những cái bữa ăn hàng ngày, thì là cái điều rất là quý và không như những nơi khác. Đấy, vợ chồng em vẫn nghèo khổ nhưng vẫn cưu mang các cháu, đó là một cái đức tính rất là quý. Đôi khi các bác cũng xem những video ở những cái trường hợp khác, ví dụ thôi, ở đây thì có bác của lũ em thôi. Đấy, cũng nhắc lại một chút câu chuyện đấy, cũng cũng là bác, cũng là người thân ruột thịt, tuy nhiên thì lại cái tính cách lại khác xa hoàn toàn, lại trái ngược với lại vợ chồng của Mua, trái ngược hoàn toàn. Nói đơn giản như trường hợp của chú Trơ với lại nhà chị Say cũng vậy thôi, cũng là hàng xóm thôi nhưng mà chú Trơ lại được một cái đức tính rất là tuyệt vời. Đấy, đó là giúp đỡ người khác. Các cụ đã có câu rồi, cho đi thì lại cũng sẽ cho đi trước rồi sẽ lại nhận lại được sau thôi. Nên chú Trơ cũng đã nhận được một ngôi nhà rất là xứng đáng với lại cái nhân cách của chú rồi. Hy vọng là vợ chồng Mua cũng vậy các bạn. Đấy, tuy là có nghèo có khổ nhưng mà vẫn cố gắng cưu mang, vẫn cố gắng là nuôi các con các cháu, nuôi ông bà bố mẹ, thế là tuyệt vời rồi. Hôm nay vào thì cũng thông báo một chút cái thông tin của cái khoản trợ duyên của bà Liễu Không vậy thôi, và cũng xin đính chính lại một chút các bạn. Bà Liễu Không có hỗ trợ 200 đô tương đương với số tiền là 4 triệu 720 nghìn, trong trong đó là bà hỗ trợ kênh số tiền số lẻ còn lại đó là 720.000 để mà anh em Công em Đức có cái chi phí để xăng xe đi lại. Đấy, còn lại số tiền là 4 triệu để hỗ trợ cho hai cháu, và sẽ lần sau anh em sẽ vào sẽ mua thêm những cái gia vị, những cái mắm muối mì chính cho gia đình em mua, vì là bây giờ hai cháu thì cũng ăn uống sinh hoạt ở bên chỗ nhà em mua rồi. Đấy, thì nếu mà nấu nướng ở bên đấy thì em mang cái đồ này về bên đấy nhá, nấu cho các cháu ăn nhá. Nếu còn chật hẹp quá thì bên này vẫn ngủ được, thì có ông sang ngủ thì cũng yên tâm rồi. Nhưng mà hôm nào mà mưa gió bão bùng thì tốt nhất là chuyển hết sang đấy.
Nhà em chắc là vẫn còn ổn hơn thế này một tí chút đúng không? Nhà em cũng có ổn hơn một tí. Đây anh thấy nó đổ hết rồi, sập hết rồi còn đâu. Hay không? Bên này thì của nhà anh thì nó là thì bên này nó lại đổ thì nó đổ của nó thì nó lại đổ nên mới đổ bên này. Anh thấy em vừa rồi là hai cái bức tường nó đổ hết vào nhau. Đổ hết vào nhau nó mới đổ. Chính vì vậy mà ông bên này ông mới phải làm nhà. Như nhà em thì mất lòng lúc mất thì đứa con này chị mới được 2 tháng. Gần cũng mất gần bố đợt đấy, bố đợt đấy là đi đi làm bãi đá đúng không? Đi làm bãi đá ở dưới cái công ty. Dưới bên dưới này đúng không? Công ty ở Cơ Đông. Mất ở đó. Mất thì đứa nhỏ này nó chỉ mới được 2 tháng. Thì mẹ nó lại đi nghe cũng trông chờ vào vợ chồng em. Thì gia đình mình không có điều kiện nhưng mà mình sẽ không cho các con thiếu thốn miếng ăn ngon không có, nhưng mà miếng mẹ mấy thì nó sẽ không có ngày nào không có cho các con ăn. Là ngon thì không có nhưng mà no bụng là cũng vẫn là xử lý được, cũng vẫn là lo mẹ được cho các hàng ngày thì nó sẽ có đầy đủ cho các con ăn, nhưng mà cái ăn ngon thì nó lại không có, nên nó lo chỉ có một đứa. Thì ở trên này mình không có công việc nào ổn định, chỉ có như thế. Mưa gió này hơi nguy hiểm đấy nhỉ. Cái này mưa to nó không ở đường đây. Vì là những cái kia xà cái đó sập hết rồi. Có điều là bên gia đình nhà mua là cũng khá là chật các bạn. Nếu mà cả hai cháu này dồn về đấy nữa thì tổng số đã là 10 người rồi. Đấy, em rằng nói là không cho các con được cái gì thì cũng ít ra thì cũng lo được cho bữa mèn mén. Ăn ngon thì gọi là dăm bữa lửa tháng được một bữa thịt. Thế cũng là thôi cũng ok rồi. Còn hơn là các con phải đi ra đường, đầu đường xó chợ đi ăn xin ăn mày. Đấy, ít ra thì cũng có được một nơi để mà có thể vẫn có tình thương của mọi người, có tình thương của chú, có tình thương của ông bà. Tuy rằng còn rất là cực kỳ, rất là khó khăn nhưng mà như thế này cũng anh em cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Vì những cái lời chia sẻ của em Giàng thì như vậy là thấy cái đức tính của vợ chồng em thế là quá tuyệt vời rồi các bạn. Cũng chỉ mong sao là tất cả mọi người ở trên vùng cao này cũng vậy, các cái hoàn cảnh, các cái trường hợp mà khó khăn, mất bố mất mẹ thì mong rằng là nhà anh em còn anh em ruột thịt thì vẫn còn cưu mang, không hát hủi như thế này. Thế là anh em cũng cảm thấy vui rồi, chia sẻ thì chia sẻ nhưng mà vẫn những cái khó khăn nào về vật chất thì cũng vẫn là mong là các bác các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ. Thế còn những cái về mặt tinh thần thì gặp được vợ chồng em mua rồi thì vợ chồng em vẫn cưu mang cho các cháu là có những cái bữa ăn hàng ngày, thế là cũng đã là tuyệt vời rồi. Tuy là còn thiếu thốn rất là nhiều các bạn, mong rằng qua video thì hai cháu và nhà mua cũng có thêm được những cái phần hỗ trợ quý báu đến từ các bác các nhà hảo tâm. Và có lẽ là video ngày hôm nay thì cũng xin thông báo một chút về những cái khoản trợ duyên của bà Liễu Không. Thông qua video thì rất là cảm ơn bà, chúc bà luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Mong rằng hành trình tiếp theo ở trên kênh giúp đỡ các hoàn cảnh vẫn được bà đồng hành cùng. Đây, hai con khoanh tay vào. Chào các ông bà nhá. Chào các bác, các chú. Con chào các ông, các bà. con thử nói nào. Và nói lại nào. Rồi. Chào các bác, các chú, các bà. Rồi, ok. Thế được rồi, dần dần thì các chú vào rồi thì cũng sẽ bớt nhát đi, cũng biết chào các ông các bà thế là được rồi. Ok nhá.
Thế thì bây giờ cũng xin kính chào tạm biệt cô ba anh chị thôi. Hẹn gặp lại ở những video lần sau ạ. Xin chào.